À cái nào hả cháu? Cái bay bắp để tí nữa chú ngó lại xem về ấy một chút. Rồi cái nguyên lý thứ hai là xem thử là cái máy mà làm việc được mình cũng chưa xác định được ấy đâu nhỉ, đúng không? Cái máy mà mình xác định được ấy, cái máy mà máy nó đang làm việc ấy, thì mình xem lại cái đàn cài đặt nó một chút thì cũng nha. Công việc mẹ rất là bừa bộn đó. Một cái sửa chữa này thì sửa chữa rất nặng, từ cái việc nhỏ nhất của đồng chí Tuấn là với đồng chí Hằng là làm cái bơm tiêm điện này nhỉ, đúng không? Đấy, đến sửa máy máy thở nhỏ nhất là phải bắp đấy, máy quang này, CT scan là đủ hết này, đấy, mobile này, máy thở này, đấy. Đến cái tủ ấm tủ sấy làm hết. Máy thở Bennett 7200. Năng lực là rất là. Cháu xem cái đổi là cái gì anh, sợ cái loại xin anh nó khác không? Đổi luôn. Vẫn điện mà, không có thôi.